Xin chào các bác nhé. Hôm nay cho các bác đi ngắm cây chè dây nhé. Đây các bác này, đây là cây chè dây nhé. Đây, lá của cây chè dây. Tác dụng cây chè dây thì nó rất tốt rồi, các bác xem trên mạng rất nhiều rồi, am hiểu về nó rồi. Nó là loại thuốc chữa đau dạ dày này, mát gan này. Ở trên em cây này rất chi là nhiều nhá. Bà con thường thường lấy về để làm nước uống này. Lấy về sao khô, phơi khô các bạn. Thái nhỏ này. Thái lát nhỏ ra để phơi khô. Xong là pha nước uống bình thường. Nó tác dụng là mát gan này, chữa đau dạ dày này, nói chung là rất nhiều bệnh về cây này nhé. Em không phải là người bốc thuốc nên là em chỉ giới thiệu cho các bác về cái cây chè dây này thôi, nên là các bác có gì thì cứ lên trên mạng tham khảo nhé. Đây, nó rất nhiều các bạn. Đây. Mọc bên trên khoảnh khoảnh đồi, như ở trên này cũng vậy thôi, nó chỉ mọc ven 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 ở cái đồi này, nó rất nhiều các bạn. Cây này còn chỗ bụi này là nhỏ các bạn, bụi này là bị phá đi để làm đường nên nó còn nhỏ, nhưng mà bụi to nó rất dày, nó bao trùm hết cả cái này luôn, mà trùm sạch này, chữa trị rất tốt. Em thì mùi khô khô của lá này hơi hắc hắc, thơm mùi hắc hắc nên là em cũng không uống được, nhưng mà uống nhiều thì quen thì nghiện cũng uống được.